Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay lại tiếp tục một sản phẩm vừa mới về tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy. Đây là một phiên bản đặc biệt nha các bạn, phiên bản Innova 2.0V, phiên bản V nha. Thì đối với cái dòng Toyota đời 2013 này thì sẽ có phiên bản E số sàn, phiên bản G số tự động và phiên bản V là phiên bản cao cấp nhất của cái dòng Innova. Thì đối với phiên bản V thì những tính năng an toàn cũng như là trang bị thì được đầy đủ hơn so với bản E và bản G nha các bạn. Thì chiếc xe này bên Huy mới lái về, chưa có làm Maruguri cho nên là xe nó hơi dơ tí xíu, các bạn thông cảm nha. Nhưng mà chất xe của chiếc xe này khá là đẹp, các bạn có thể thấy ha. Đèn, thường là những cái dòng xe 2013 đèn bây giờ là nó sẽ vàng ố rồi. Nhưng mà thực sự là đối với chiếc xe này đèn đồ còn rất là sáng. Bên Huy chưa có làm gì cả nha các bạn. Đây vỏ xe đó, còn rất là dày. Thì chiếc xe được sản xuất vào năm 2013 và hiện tại cây số ở trên xe là khoảng 120.000 cây số nha các bạn. 2013 đó, từng chi tiết rất là mới. Đây các bạn có thể xem ha. Xe thì có gắn che mưa, gắn phim cách nhiệt đầy đủ nha các bạn. Đó. Rất là đẹp. Đó, các bạn có thể thấy được những chi tiết sơn từ phía trước ra phía sau. Đó, bên Huy mà đánh bóng lên thì chắc chắn là xe này là nhìn là khá là sáng và chuẩn nha. Đèn các bạn có thể thấy nha. Đó, rất là sáng bóng. Đây vỏ sau đây các bạn có thể thấy. Đó, xe thì vỏ mới thay cho nên là gây vỏ còn rất là dày. Các bạn lái về chỉ việc đi thôi, không phải lo lắng gì, bất kỳ vấn đề gì cả. Bên Huy đã kiểm tra 176 hạng mục cùng với tình trạng xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước rồi. Các bạn hoàn toàn yên tâm nha. Đó, phiên bản 2.0V đây các bạn. Đó, phía sau thì có camera gear. Phía sau thì có cảm biến gear. Đây vỏ sau cua này, các bạn có thể thấy. Còn gầm nhún thì các bạn hoàn toàn yên tâm nha. Bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ và cam kết xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước. Tình trạng động cơ và hộp số thì chưa từng đại tu cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm. Những chiếc xe như chiếc xe Innova 2013 này thì bây giờ là các bạn mua về sử dụng là thời gian không có bị mất giá nữa nha các bạn. 2013 và những cái xe mà chắc xe đẹp như chiếc xe này thì trên thị trường không có nhiều nha các bạn. Đặc biệt là phiên bản V. Tìm kiếm một chiếc xe phiên bản 2.0V cực kỳ là khó. Đó. Đây, Huy mời các bạn xem sơ lược. Thì bây giờ Huy sẽ giới thiệu đến các bạn phần nội thất ở bên trong để đánh giá về chất lượng của chiếc xe này nha. Huy mời các bạn ạ. Đây, Huy mời các bạn xem về phần nội thất bên trong. Thì nội thất bên trong là màu kem. Màu kem nha các bạn. Đó, thì các chi tiết ghế. Ghế này thì ghế da. Ghế da. Da này da xịn theo xe luôn nha các bạn. Đó, và đặc biệt là cái tính tiện nghi của cái dòng V này, với bản V này sử dụng cho gia đình thì các bạn có thể là thấy là ở cái dãy giữa chỉ có hai ghế thôi và có một cái đường luồn để đi xuống phía sau. Đó, hai ghế này mình có thể là điều chỉnh cái độ ngã ghế và có tựa tay rồi luôn nha các bạn. Nó rất là tiện nghi. Thực sự là 2013 mà có những chiếc xe bản V mà chắc như chiếc xe này thì Huy nghĩ là rất là hiếm trên thị trường nha. Thường thì bản E, bản số sàn cũng như là bản G thì có nhiều. Nhưng mà bản V, bản cao cấp này thì rất là hiếm. Đó, tapi cửa màu kem. Đây các bạn có thể thấy ha. Mọi thứ khá là ok, khá là chuẩn. Có tựa tay được các bạn. Đó, 2013. Đây, ở phía trước đây các bạn có thể xem ha. Thì đối với cái bản này thì cái kính cửa phía trước bên trái là có chế độ auto, chế độ tự động nha các bạn. Đó. Hệ thống điều khiển gương, rồi hệ thống báo động. Đây, hộp số tự động cho các bạn. Đó, hộp số tự động. Rồi đặc biệt là chiếc xe này đã trang bị hệ thống điều hòa tự động rồi các bạn. Đây, chế độ auto này các bạn có thấy không?
rồi đầu DVD đó, còn táp lô và các chi tiết là các bạn có thể thấy ha. Đó, khá là chuẩn và đẹp. Thực sự là phiên bản V thì đây các bạn, cái phần này ốp gỗ luôn nha các bạn. Đó, ốp gỗ, bản V ốp gỗ. Còn những phiên bản khác nó là cái ốp nhựa đen và sơn lại thôi. Thực sự là để kiếm được một chiếc xe mà phiên bản V ha, ở trên thị trường hiện tại rất là hiếm. Đây, xe thì bên Huy mới lái về, chưa có làm Marukuri cho nên là nó hơi dơ tí xíu. Nhưng mà cái chất xe thì bên Huy cam kết với các bạn là khá là chuẩn. Đây các bạn xem ha, từng cái bồ lon con tán, từng cái dắt dây điện thì đó, nhìn nó chỉ dơ dơ thôi nhưng mà thực sự là nó còn nguyên bản hết nha các bạn. Đó, nguyên bản, chưa có từng tháo rỡ động cơ để đại tu đó, cho nên là các bạn nào mà mua những chiếc xe này về đi là khá tuyệt vời. Thì sơ lược cho các bạn để các bạn nắm về cái chiếc xe Innova được sản xuất vào năm 2013 và bản V, bản cao cấp. Thì chiếc xe này hiện tại được bên Huy chào bán với giá rất là bất ngờ, chỉ 430 triệu thôi nha các bạn. 430 triệu với một phiên bản số tự động. Đó, thì sơ lược cho các anh chị và các bạn nắm về chiếc xe này. Thì các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với Huy. Có thể đến tham khảo, chạy thử và sở hữu chiếc xe để phục vụ cho gia đình mình nha. Phiên bản V, phiên bản đặc biệt, phiên bản cao cấp của Innova. Rồi, Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Nếu như các bạn nào chưa tìm được cho mình một sản phẩm phù hợp thì vui lòng đăng ký kênh. Để khi có xe, Huy sẽ chuyển lên kênh cho các bạn để các bạn có thể đến tham khảo, sở hữu chiếc xe để phục vụ cho gia đình mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.